tuyết lớn ở Mỹ, hàng nghìn tài xế kẹt trong xe gần 27 tiếng. Thượng nghị sĩ Tim Kaine cùng với hàng nghìn tài xế đã mắc kẹt gần 27 tiếng trên đường cao tốc do bão tuyết. Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình bằng xe hơi tới thủ đô Washington DC lúc 13 giờ ngày 3 tháng 1, khoảng 19 tiếng sau. Tôi vẫn không thể đến được nơi mình muốn. Trang tin NBC News dẫn bài đăng trên Twitter của Thượng nghị sĩ Kaine. Cuối cùng, ông Kaine đã tới được tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol lúc 16 giờ chiều 4 tháng 1 giờ Mỹ. Tôi đã tới nơi sau cuộc hành trình kéo dài 26,5 tiếng đồng hồ. Những thứ tôi có để ăn khi chờ trong xe là một quả cam và một chai nước ngọt, ông Kaine nói. Theo trang tin NBC News, Thượng nghị sĩ Kaine là một trong hàng nghìn tài xế bị mắc kẹt trên đường cao tốc I-95 ở bang Virginia giữa cái lạnh thấu xương của băng tuyết trong mấy ngày.